Xin chào cả nhà. Nay em quay cái clip về cái hướng dẫn cách cài cái webcam nha cả nhà. Đây. Em cho nó vậy. Một con lớn không. Con này tích hợp mic ha. Con này thì nó chỉ có một cổng USB thôi. Nó tích hợp cả nguồn và hình ảnh âm thanh, hình ảnh và âm thanh trong cái USB này luôn. Để mình sẽ gắn vô và cài thử với bạn xem nha.